Tối nay, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc không gian văn hóa Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Tuyên Quang 19 tháng 3 năm 1961, 19 tháng 3 năm 2023. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Tổ chức không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, 76 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Tuyên Quang. Các hoạt động sẽ được diễn ra từ ngày 18 tháng 3 đến hết ngày 2 tháng 4 năm 2023 với nhiều hình thức như trưng bày sách, báo, tư liệu, triển lãm tranh cổ động tấm lớn về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh Bác Hồ với Tuyên Quang, chiếu phim tư liệu văn hóa soi đường cho quốc dân đi, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ngọn đuốc soi đường và các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan. Qua đó giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại Tuyên Quang, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Đây cũng là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã gắn bó và có nhiều kỷ niệm đặc biệt sâu sắc với nhân dân Tuyên Quang trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng.